Cô tên là cô Anh, cô ở Hải Phòng. Cô nói chung là cô đến đây cô làm thẩm mỹ răng thì cô cũng rất là hài lòng về tinh thần phục vụ với lại thái độ nhiệt tình của bác sĩ ở đây thì rất là nhiệt tình, cô rất là ưng. Cô thấy là cả hai bác sĩ rất là tỉ mỉ và làm rất là nhiệt tình với cô. Cho đến khi nào mà thật là ưng ý thì thôi. Cô cũng hiểu, tất nhiên là nó có đau rồi nhưng mà nó không không phải là đau lắm đâu. Nó cũng đau như là mình nhổ răng bình thường thôi. Theo con được biết thì cô là thực hiện cái ghép bên đây là toàn hàm và hàm trên, thì trong cái quá trình đấy trước đấy thì cô có sử dụng cái phương pháp nào khác không để thay thế cái việc răng đã mất không? Trước đấy thì cô có làm cầu răng. Cô cũng bị mất răng và nhổ răng, thế là cô có làm cầu răng. Nhưng mà đến cái thời kỳ lâu rồi thì cầu răng nó hỏng. Cầu răng nó hỏng thì không, cô không làm cầu răng nữa, thì cô chọn cái phương pháp này. Cái implant này nó vừa là tốt với nó kiểu nó lâu dài, nó vĩnh viễn thì cô thích. Đấy là do cô tìm hiểu qua mọi người. Rồi thì với lại cô cũng có xem mạng thì là cô thấy đủ tự tin thì là cô đến đây. Cô thấy cái ưu điểm của implant này nó là nó cứ coi như là nó cấy một cái chân răng vĩnh viễn vào cho mình. Thì tất nhiên là bây giờ thì cô cũng già rồi, nhiều tuổi rồi, thì có một cái chân răng vĩnh viễn thì nó là mỹ mãn, đúng không? Đấy là không còn cái phương pháp nào hơn cả. Phương pháp này cô thấy rằng rất là vượt trội đấy. Cũng như là mất răng thì nó cũng có ảnh hưởng đến cái ăn nhai của mình, cái việc ăn nhai của mình với lại cả cái giọng nói với cái thẩm mỹ, nó làm cho mình cũng kém tự tin. Nhưng mà bây giờ nếu mà làm toàn hàm với lại làm thẩm mỹ đẹp như này thì cô tự tin, không có vấn đề gì cả. Cô cũng gửi lời qua các cháu cảm ơn tất cả đội ngũ bác sĩ ở đây, từ bác sĩ Vinh, bác sĩ Sơn rồi cả bác sĩ Vương nữa, rất là nhiệt tình với cô cảm ơn tất cả mọi người.